Chỗ này có hai tên. Chỗ này có một tên. Không tồi, không tồi, thu hoạch lớn. Hắn đây là làm cái gì vậy? Lẩm ba lẩm bẩm. Cái này. Ây, tìm được mấy chục chữ. Lần này kiếm rồi. Nếu có thể thêm một chút nữa thì tốt rồi. Cái này còn cần phải hỏi hay sao? Ăn cướp chứ sao nữa. Ây, hắn muốn làm cái gì? Không phải là muốn cướp của chúng ta đấy chứ? Các vị, các người, ai có chữ vàng lấp lánh như này? Ta mua với giá cao, giá không thấp. Có hay không? Nói chuyện tử tế với các người là không được đúng không? Có chữ vàng không? Yên tâm, ta không lấy không, ta mua. Còn giấu giếm nữa, còn giấu giếm ta nữa, ta sẽ cướp đấy. Có. Chỉ có một chữ. Ây, quả nhiên là có. Được, như này coi như là ok rồi. Đổ 100 vạn, nhiều linh thạch vậy, mẹ kiếp. 100 vạn chữ vàng, thu mua không giới hạn, ai có thì mau tới. 100 vạn chữ sao? Tấn công tử, ta có một chữ. Chỗ ta có ba chữ. Từng người một, đừng vội, huynh đệ ta có tiền. 300 vạn của người cầm lấy, 100 vạn của người. Từng người một, ai có thì mau tới, tuyệt đối đừng để ta đi tìm người. Ta tìm người thì là cướp rồi, không lấy được tiền còn bị đánh nữa đó nha. Ta còn có ba chữ, ta có một chữ. Mẹ kiếp, còn mấy người không tham gia. Không cần vội, tất cả có thể lấy được tiền, đừng chen. Nhìn đều là con cháu của thế gia, mẹ kiếp. Không thể nào, không để ý tiền đúng hay không, lát nữa lột sạch của các người. Lão tử thích nhất là chấn lột của con cháu thế gia. Ôi, nhiều chữ vàng vậy, ngươi trâu bò. Chuyện nhỏ, ta còn có thể trâu bò hơn. Một canh giờ sau, ở chỗ nào đó của thần quận. Nồi sắt lớn này càng ngày càng trâu rồi. Đợi ta vét thêm, cướp hết của đám con cháu thế gia nữa, thì tế luyện ngươi một phen. Bây giờ quả thật là quá hơi xấu. Ai ra đây? Là cô. Mẹ kiếp, cô ngốc này. Cô là ngốc này, tìm cô rất lâu đấy. Nghe nói ngươi đang tìm chữ vàng. Tình, luyến, liệm. Ta chỉ tìm được ba chữ cho ngươi. Ây, như vậy thì ngại lắm. Ai làm cô bị thương, ta đi giết kẻ đó. Cô bị thương rồi sao? Ngươi làm ta đau. Chuyện này nếu để độc cô ngạo biết, chắc chắn là sẽ lột da của mình mất, mẹ kiếp. Xin lỗi. Vết thương này của cô rút cuộc là sao? Vết thương nhỏ mà thôi. Trước đó đuổi theo chữ vàng, xảy ra chút xung đột với người khác, không sao cả. Ngọn lửa màu vàng. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Diệp thần. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận ngươi là Diệp thần rồi. Cảm ơn, ngươi còn sống. Linh Ngọc Mạc Kim. Bích 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 Dù. Ta bị ngốc rồi sao? Tiền bối, có thể nhường cho ta khúc gỗ điêu khắc đó được hay không? Ta nguyện trả gấp đôi để mua lại. Bích Nha Đầu. Ngươi nhìn khúc gỗ điêu khắc này đi, có giống một linh vị hay không? Ây, cái đó. Cô. Nói rõ, nói có hơi giận người. Ngươi thật sự chưa từng gặp Diệp Thần hay sao? Vết thương khỏi rồi, ra ngoài đi. Đừng ở trong thần quật nữa. Nơi này quá là nguy hiểm. Ây, ngươi thì sao? Ta đi cướp đồ, cướp xong thì đi. Yo, mau đi. Nếu không có sơ sẩy gì, độc cô ngạo sẽ bóp chết ta. Còn nữa, thân phận của ta cô biết là được. Đừng để người khác biết. Bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu. Ai làm cô bị thương, ta đi giết kẻ đó. Cảm ơn, ngươi vẫn còn sống. Ây da, thật là trai tài gái sắc nha. Cút, nghe nén người khác nói chuyện không biết xấu hổ. Ta ngược lại muốn cút, ngươi giải trừ cấm chế thì tiểu gia ta lập tức cút ngay. Thả ngươi ra cũng không phải là không được. Ngươi nói rõ một chuyện nữa cho ta thì ta sẽ thả ngươi đi. Thật sao?
Chuyện gì vậy, ngươi nói đi. Ta muốn biết trong thần quật này rốt cuộc có bảo bối tuyệt thế gì. Ngươi không gì không biết như vậy, chắc biết bảo bối đó ở đâu nhỉ? Bảo bối, có rất nhiều thiên thư độn giáp nhẹ, còn có rất nhiều linh khí các loại gì gì đó nữa. Ta dẫn ngươi đi tìm, tìm xong thì ngươi thả ta đi. Ơi, ngươi coi ta là thằng ngốc à? Tuy chữ vàng quý giá, nhưng ngươi căn bản không để trong lòng. Ngươi, cái ta muốn là cái châu bò nhất kia, bảo vật tuyệt thế mà ngươi không tiếc dùng thân mình để mạo phạm, tới thần quật tìm kiếm. Không có bảo vật tuyệt thế gì cả, ta vào trong thần quật là thử vào chơi mà thôi. Ơi, trả lời sai rồi, ngoan ở đó đi. Đợi ta rảnh xì thẽ từ từ hỏi ngươi. Đến lúc đó ngươi còn không nói thì ta sẽ búng tiểu kê kê của ngươi. Tên khốn, đồ không biết xấu hổ. Ây, không nói đấy, ta không nói đấy. Tên khốn, ngươi đừng hòng uy hiếp ta. Không có. Ngươi mãi mãi cũng không tìm được chứ? Ây, ta nói ngay mà, bảo vật tuyệt thế chắc chắn là có, thế mà nói không có. Tí hon giở trò với ta, ngươi còn non và xanh lắm. Ngươi đê tiện, ngươi biết cũng vô dụng, tiểu gia ta chết cũng sẽ không dẫn ngươi. Tần Vũ, cút ra đây cho ta. Nhanh như vậy thì đã xông ra rồi sao? Tần Vũ, có giỏi thì ngươi ra đây, đừng trốn. Ta ra cái con mẹ mày, mau chóng chạy thôi. Ơi, vừa rồi ngươi không phải là rất lợi hại hay sao? Nhìn dáng vẻ đó của ngươi kìa, thật chó. Ngươi im miệng cho ta, còn là nhảy nữa thì ta thu thân đỉnh lại. Chỉ biết nói thôi. Ơi, Tần Vũ, tiểu tặc ở đây, mau tới đánh hắn. Tần Vũ, đồ đê tiện, ngươi lại dám không dám nhận sao? Cút ra đây, điếm gót chân của ra xa ngươi, ta sẽ suy nghĩ cho ngươi toàn thây. Lần này có kịch hay để xem rồi, tiểu tử Tần Vũ này trước đó quá là ngông cuồng rồi, lần này chắc chắn là toang rồi. Thái âm chân thể, huyền ninh chi thể hợp lực truy kích hắn. Lần này Tần Vũ, nếu còn có thể chạy thì ta ăn cứt tại chỗ. Tần Vũ, đồ chó nhà ngươi, muốn cúp đuôi cả đời hay sao? Ơi, cũng không biết là Độc Cô Ngạo nghe thấy có người mắng đồ đệ của hắn như vậy thì sẽ có cảm giác gì đây. Ta cho ngươi trốn. Thái âm thần nhãn. Hừm, thì ra là trốn ở đây. Đồ chó, hôm nay không ai cứu được ngươi hết. Thái âm chỉ. Mẹ kiếp, mũi chó thật thính. Cửu thiên huyền ninh ấn, cơ ngưng xương cũng lên rồi. Muốn xử ta sao, không có dễ vậy đâu. Mẹ kiếp, hai đánh một, có muốn xấu hổ không hả? Ơi, hai đánh một ơ, ngươi hiểu lầm rồi. Là một đám người muốn giết ngươi. Đù mẹ nhà các ngươi. Ừm, còn muốn chạy. Cửu thiên huyền linh chỉ, ăn một trưởng của ta. Mẹ kiếp, muốn giết ta không có dễ như vậy đâu. Thái âm chi hải. Mẹ bà nhà nó, lại là cái chiêu chết tiệt này. Thật là trời không tuyệt đường của ta. Tần Vũ cầu tạc, ngươi không ở trong Thái Dương chi hải của ta, ngươi còn muốn chạy trốn ở tinh thần chi hải. Phân thân, phân thân. Ngươi có người, ta cũng có người. Ngươi có Thái Âm chi hải, ta có tinh thần chi hải. Ngươi chỉ có thể ngưng không đứng đó, không được lâu dài. Mà ta lại có rừng đá này để dựa vào, muốn liều mạng, ngươi phải nhìn cho kỹ. Thiên Vũ,
Địch Phàm. Mẹ kiếp, sơ ý rồi, quên mất nàng ta có thể phá phân thân của mình. Xem ra hôm nay không làm thật là không được rồi. Thôi vậy, hôm nay ta cho các ngươi biết Diệp Thần ta còn sống. Ta mới là đại nhất của Phong Vân Bảng, khí thế mạnh quá. Đây chính là thực lực thật sự của Tần Vũ sao? Xem ra tiểu tử này thật sự là ẩn giấu thực lực, chiến lực như vậy cũng không hề yếu hơn Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Xương kia. Tần Vũ, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Cự thạch thật là quỷ dị, ở dưới thái âm trưởng lực như vậy mà hoàn hảo không tổn hại. Tần Vũ, cậu tặc đâu? Mẹ kiếp, đây là ở đâu? Cuối cùng cũng chịu thả ta ra rồi sao? Tí hon, đây là nơi nào? Sao trơ trọi cái gì cũng không có vậy? Đúng, ở đây cái gì cũng không có. Chúng ta ra ngoài rồi. Ta biết có một nơi có bảo bối, ta dẫn ngươi đi tìm. Ồ. Ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng, ta đâu có. Ơi, trong này thật sự cái gì cũng không có. Ngươi đừng đi vào. Không có sao, ơi, ta tin ngươi mới lạ. Vội kêu ta ra ngoài như vậy, còn không tiếc dùng bảo bối để dụ ta. Nơi này chính là nơi có bí mật lớn nhất của thần quật. Sao lại có áp lực mãnh liệt như vậy? Vậy mà có sức nặng ngàn cân. Đừng đi vào trong đó, nó sẽ đè chết ngươi đấy. Im miệng, ngươi còn nói linh tinh nữa, có tin ta cắt lưỡi của ngươi cho chó ăn hay không? Xem ra càng đi vào bên trong thì áp lực nữa sẽ lại càng lớn. Ngươi vậy mà có tiên hỏa và thiên lôi sao? Này, hai người các ngươi đang làm gì đấy? Hàng của tiểu tử ngươi được đấy, thật là trâu bò. Ây, đó nà. Đừng chạy lung tung, nơi này không phải là để giỡn chơi. Ây, có chữ. Đây là một bài thơ hay, là một bài hát. Hồn tiêu diệp tán tiêu tịch nguyệt, tàn hồn dị não, dị bi lường. Cô phong phiêu linh thê sở vũ, huyền thảo vong yêu mãn thế thường. Thương sinh có nguyện, thương thiên có oán. Như ngỡ như trên cầu Nại Hà có bóng quần, nhưng không thấy trên đá Tam Sinh có tên nàng. Ơi, viết thật là hay. Hồn tiêu diệp tán, tàn thần dị não, đâu không phải là tên của mình sao? Còn cả cái này, thê sở vũ, huyền thảo vong yêu, đây không phải là sư phụ sở huyền hay sao? Lời này, cái này nếu ở trên giường đọc ra, như này không phải là sẽ đọc khiến nàng ấy toàn thân tê tái. Sau đó thì mình thuận tay đạch. Người bị bệnh nhà giật cả mình. Người đó to quá. Cái gì? Có thể to bằng của ta hay sao? Ôi đù. Đây là cái gì? Cũng to quá rồi. Nó ở bên trong. Tiểu tử mau mau xông vào, thứ đó gần đi rồi. Cái gì, thứ gì? Chính nó đã che đậy tu vi của mình, lén vào thần quật là vì bảo vật nghịch thiên ở sâu bên trong. Mẹ kiếp, người không phải là thứ đó, vài phút thì sẽ giết chết chúng ta hay sao? Ngươi còn kêu ta đi, ngươi có phải là có bệnh không? Ngươi hiểu cái rắm gì? Nó bây giờ là linh hư cảnh, không dám giải trừ cấm chế. Một khi tu vi thật sự lộ ra, lực lượng ở trong thần quật này sẽ lập tức tiêu diệt nó. Ngày ngày nghe ngươi càm ràm vớ vẩn,
Ngươi nói nó trâu bò là người, ngươi nói nó ngu ngốc cũng là người, ngươi còn độ chính xác không thế. Hôm nay ngươi không nói rõ cho ta, lão tử không đi, không đi nữa, nghỉ ngơi một lát. Ngươi ngươi, không phải là muốn biết trong này là cái gì hay sao, ta nói cho ngươi là được. Trong này là bản nguyên của thánh thể hoang cổ. Thánh thể hoang cổ. Thánh thể hoang cổ là huyết mạch gì? Có trâu bò hay không? Thái âm chân thể và huyền linh chi thể có lợi hại hay không? Cái này không phải là phí lời hay sao? Bọn họ ở trước mặt của thánh thể hoang cổ đều là đệ đệ. Theo cách nói thái âm chân thể và huyền linh chi thể được đánh giá là vạn năm khó gặp. Vậy thì thánh thể hoang cổ là 10 vạn năm cũng không gặp được mặt. Ồ, 10 vạn năm, 10 vạn năm sao? Vậy quả thật nào có chút trâu bò. Đi mau lên, thứ đó cách thánh thể hoang cổ càng lúc càng gần rồi. Đợi hắn cướp đi được bản nguyên của thánh thể hoang cổ rồi, có trâu bò nữa cũng không liên quan tới chúng ta rồi. Vậy thì không được, thứ tốt như vậy không thể nào để người khác cướp mất được. Mau lên mau lên, thánh thể hoang cổ là huyết mạch nghịch thiên ở trong nghịch thiên, ở phương diện nào đó mà nói, hỗn độn thể cũng không bằng nó, bị hắn lấy đi hai chúng ta mạng cũng mất rồi. Ta nghe nói hỗn độn thể và huyết mạch hoàn mỹ, mấy triệu năm cũng không thấy xuất hiện một người, thánh thể hoang cổ so được hay sao? Là không so được, nhưng từ hỗn độn sơ khai đến nay, huyết mạch có thể địch được đại đế, chỉ có thánh thể hoang cổ, hỗn độn thể căn bản là không được. Cái này không phải là mâu thuẫn trước sau hay sao? Hỗn độn thể mạnh hơn thánh thể hoang cổ, tại sao thánh thể hoang cổ có thể địch được lại đại đế, địch được lại đại đế, mà hỗn độn thể thì lại không thể? Ơi, phiền chết đi được, có thể nhanh lên không? Thứ đó cách bản nguyên của thánh thể hoang cổ càng ngày càng gần rồi. Thánh thể hoang cổ, thánh thể hoang cổ, thánh thể hoang cổ là của ta rồi. Nhanh nữa, nhanh lên, nhanh nữa lên. Thứ đó sắp đến bên thiên tri rồi. Nhanh nhanh nhanh. Ơi, còn cần ngươi nói, ngươi đi xuống đi thử xem. Ớ, là hắn. Hắn vậy mà thật sự đến thần quật rồi. Sao vậy, ngươi biết hắn sao? Lần đầu tiên khi ta gặp hắn thì hắn vẫn chỉ là một con mắt, có thể ngạo nghễ đi một mình. Người này rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Hắn đi vào thần quật trước ta, mục tiêu của hắn rất là rõ ràng, là nhắm vào bản nguyên của thánh thể hoang cổ. Cái gì? Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi là người đầu tiên đi vào thần quật, hắn vậy mà còn trước ngươi. Tiên luân nhãn của ta vậy mà không có bắt được, thật sự là quỷ dị. Tí hòn, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với thánh thể hoang cổ? Bây giờ có thể nói rồi chứ? Liên quan tới truyền thuyết của thánh thể hoang cổ là tổ tiên của ta truyền lại. Còn hắn chắc không phải là người của thời đại này. Nếu ta đoán không sai, tiền thân của người mặc áo choàng đen kia và cả chủ nhân của thần quật này nhất định là người của cùng một thời đại. Tiền nhân của người mặc áo choàng đen này là xuất thân từ thập đại vạn sơn. Thập vạn đại sơn là chiến trường cổ xưa hóa thành, mà tổ tiên của người, tiền thân của người mặc áo choàng đen này, chủ nhân của thần quật, năm đó nhất định đều tham gia vào cuộc chiến đẫm máu của thế giới này. Năm xưa thánh thể hoang cổ không có chết ở thập đại vạn sơn, mà tiền thân của người mặc áo choàng đen lại chiến tử ở thần quật. Cơ thể của thánh thể hoang cổ rơi xuống mảnh đất này, trải qua vô số năm tháng, hóa thành cấm địa thần quật hiện nay. Ta đoán có đúng hay không? Đúng như những gì ngươi đoán, tổ tiên của ta quả thật là một trong những người tham gia cuộc chiến đẫm máu năm xưa. Hắn để lại bí mật động trời cho chúng ta, chính là có liên quan tới thần quật này. Vậy người mặc áo choàng đen chính là tà liệm của một cường giả trong cuộc chiến đẫm máu năm đó hóa thành. Thánh thể hoang cổ, huyết mạch nghịch thiên cỡ nào, cho dù chết rồi cũng nhất định để lại bản nguyên thánh thể. Mà thần quật nghịch thiên như này, người mặc áo choàng đen và hậu nhân của tổ tiên ngươi sao có thể không nhòm ngó cơ chứ? Nếu ngươi đã biết hết rồi, còn không mau đuổi theo đi. Nếu để hắn có được bản nguyên của thánh thể hoang cổ, vậy thì toang chắc luôn. Ngươi cho rằng lão tử không muốn đuổi theo hắn hay sao? Chúng ta ở bên ngoài đánh nhau lâu như vậy, hắn cũng không có lấy được bản nguyên của thánh thể hoang cổ. Có thể thấy áp lực của nơi này lớn khủng khiếp cỡ nào. Ơi, hay là
chúng ta vẫn là chuồn thôi. Các ngươi cách nhau trăm trượng, hắn chắc chắn là sẽ lấy được bản nguyên của thánh thể hoang cổ trước người. Đi sao, vậy không phải là hời cho hắn hay sao? 100 trượng đó, ngươi đuổi theo kiểu gì đây? Không cần phải đuổi. Ta không đuổi kịp hắn, không đại biểu hắn có thể lấy được bản nguyên của thánh thể hoang cổ trước ta. Nếu hắn chết rồi, thì không ai có thể tranh giành bản nguyên của thánh thể hoang cổ với chúng ta nữa rồi. Ngươi cứ chém gió đi, cách xa như vậy, ngươi giết hắn kiểu gì? Có chém gió hay không? Không thử, làm sao mà biết được? Thần hỏa lôi đình, một tiễn cách thể. Đi. Không tự lượng sức mình. Không chỉ cơ thể bị áp chế, ngay cả thần thông cũng bị áp chế giống như vậy sao? Chẳng trách người mặc áo choàng đen đó không sợ gì. Hắn sớm biết, một mũi tên của ta căn bản không chạm được vào hắn. Khoảng cách trăm trượng, ở phạm vi công kích của thiên chiếu và thiên đạo. Trọng lực đáng sợ của nơi này có thể áp chế cấm thuật tiên luân hay không? Không tới mức vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng dùng. Này, ngươi có được không vậy? Hắn cách bản nguyên của thánh thể hoang cổ đã không đến 20 trượng rồi. Ngươi im miệng đi, ngươi được thì ngươi tới mà thử. Thử thì thử, ngươi thả ta ra. Được, nếu ngươi có thể đứng ở đây mà không ngã, ta thả ngươi đi. Ơi, thánh thể hoang cổ, ta tới đây. Ôi, đây nè. Đáng đời nhà ngươi, đồ của não tử. Treo linh khí do thần na thần thiết chế tạo cũng bước đi khó khăn, trực tiếp nhảy xuống như vậy, không đè chết ngươi tại chỗ là không sai rồi. Mẹ kiếp ngươi còn nói kháy, mau kéo ta lên. Bây giờ thì biết chỗ tốt của đại na thần đỉnh của ta rồi chứ. Ơi, vẫn là thần đỉnh tốt. Xấu quá, giống như là một con cá sấu vậy. Càng lại gần tiên trì màu vàng đó, trọng lực sẽ càng lớn. Cho dù là cấm thuật tiên luân nhãn có thể tiêu diệt người mặc áo choàng đen đó, đoán chắc ta cũng không chống đỡ được với trọng lực lớn mạnh như này. Ở đây nhất định là có huyền cơ. Thánh thể hoang cổ tiền bối, nếu đã hy vọng hậu nhân kế thừa bản nguyên của hắn, thì sẽ không thiết lập cấm địa trọng lực lớn mạnh như vậy. Ta phải làm như nào? Cơ thể bị áp chế, khí huyết, chân nguyên, linh lực cũng bị áp chế giống vậy. Áo nghĩa trọng lực của nơi này thật sự đã thông thần rồi sao? Yêu vật đó cũng đến cực hạn của ý chí rồi. Trọng lực, ý chí, ta hiểu rồi. Không phải là trọng lực mà là ý chí. Tuy cơ thể khí lực, khí nguyên, thần thông, linh hồn đều đã bị áp chế, nhưng ý niệm lại không chịu sự áp chế. Chiếu theo trọng lực mạnh mẽ mà nói, nhất định là có thể tìm được bản nguyên của nó. Này, ngươi ngủ rồi sao? Thì ra, ta ngay từ đầu thì đã đi vào khu này rồi. Nơi đây đâu phải là trọng lực đang áp chế con người, căn bản là ý chí đang áp chế con người. Mà ý chí mạnh mẽ đó chính là ý chí của thánh thể hoang cổ, dùng hình thái của trọng lực để biểu hiện ra mà thôi. Cái mình phải đối kháng không phải là trọng lực của nơi này, mà là ý chí của nơi này. Tuy ta không gánh được trọng lực của nơi này, nhưng nếu như là ý chí, vậy thì khỏi phải bàn rồi. Ơi, ngươi làm gì mà thu lại đại na thần đỉnh, ngươi không cần mạng nữa hay sao? Muốn có được bản nguyên của thánh thể đó, cần ý chí bất bại và sự quyết tâm bất tử. Thánh thể tiền bối, ta kính ngài pháp lực thông thiên, nhưng nếu lấy ý chí ra để đè ta, vãn bối xin bất kính rồi. Yêu vật, chịu chết. Chuyện này sao có thể chứ? Chuyện này không thể nào, chuyện này là không thể nào. Không có gì là không thể cả. Ăn thêm một tiễn của ta. Thần chiến, ngươi vậy mà ức hiếp ta như vậy sao? Ta xem ai có thể cản ta. Hắn giải trừ cấm chế tu vi. Cho dù
Ngươi tốn hết tâm cơ. Cũng đừng hòng ngăn cản ta lấy được bản nguyên của thánh thể. Thần chiến. Ta không phải thần chiến của ngày xưa, ngươi cũng không phải là khung thương của năm xưa. Thần chiến. Tiền thân của ta và ngươi chung nguồn cội. Cho ta bản nguyên của ngươi, ta thay ngươi tiếp diễn ý nguyện xưa kia. Trước vạn cổ thì như nào? Thánh thể hoang cổ cũng thua rồi, ngươi cho rằng ngươi được hay sao? Ngươi dám xem thường ta ư? Ăn một trưởng của ta. Khung thương của năm xưa, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ngươi của hiện nay chỉ là một tà linh. Tà linh. Vậy ta tà cho ngươi xem. Ây, khí lãng mạnh quá. Tà linh. Tan rã. Ta không cam tâm. Vãn bối Diệp Thần tham kiến tiền bối. Là ngươi đã phá ý chí giam cầm của ta sao? Vãn bối bất tài là do may mắn. May mắn? Thế gian này đâu có nhiều may mắn như vậy. Nhân quả tự có số mệnh, đừng tiếp tục nghịch thiên cải mệnh nữa. Nghịch thiên cải mệnh. Tiền bối khoan đã, tiền bối. Đừng đi vội, nói rõ đã. Ây, bỏ đi, tiền bối cao nhân đều bí hiểm như vậy. Thánh thể hoang cổ. Ta đành bất kính rồi. Linh hư cảnh. Linh hư cảnh lục trọng, linh hư cảnh thất trọng, linh hư cảnh bát trọng, cửu trọng, linh hư cảnh đỉnh phong. Thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến không minh cảnh. Bản nguyên của thánh thể hoang cổ quả nhiên là bá đạo. Này, tiểu tử thối, ngươi chết chưa? Ơi, bản thánh thể. Bản thể thánh thể. Bản nguyên thánh thể. Bản nguyên thánh thể của ta đâu? Ngươi, ngươi. Ngươi, cái đồ khốn kiếp. Bản nguyên của thánh thể hoang cổ bị ngươi thôn phệ hết rồi. Lão tử trăm ngàn khổ cực, đến cuối cùng đều để ngươi chiếm hết rồi. Ngươi, ngươi, ngươi đền bản nguyên thánh thể cho ta. Phiền chết đi được. Tí hon ngươi có thôi không hả? Còn không ngoan ngoãn, có tin ta đánh ngươi không? Không thôi, đồ khốn trả bản nguyên thánh thể cho ta. Tí hon, có phục hay không, có phục không, có phục hay không? Không phục, không phục, không phục đấy. Không phục đúng không, không phục, không phục. Ngươi dừng tay. Tí hon phục rồi chứ? Ây, phục rồi, phục rồi. Bây giờ ngươi có thể nói cho tao biết, ngươi rốt cuộc là cái gì rồi chứ? Tại sao ngươi lại bé như vậy? Ta tên là Tiểu Linh Hoa. Tiểu Linh Hoa, ngươi sao lại bé tí như này? Người của linh tộc chúng ta tương đương đối lớn tương đối chậm. Cửu tộc viễn cổ hôm nay thật sự đã được nhìn thấy huyết mạch thần chủng vui vẻ hoạt bát. Thôn phệ bản nguyên thánh thể của ta, uống máu của ngươi cũng giống nhau nhỉ? Ây à, răng của ta. Thánh thể hoang cổ quả nhiên bá đạo. Nhục thân của ngươi trở nên cứng như vậy. Ngươi cũng đừng đau lòng, ta sau này sẽ bảo vệ ngươi. Vẫn là bên ngoài không khí tốt hơn. Phí lời. Lăng Hạo. Mẹ mẹ kiếp, ai ra tay lặng như vậy? Tiểu Lăng Hạo. Ngươi nói xem. Ta cứu người vẫn là cứu người thật. Chạy đi. Các người nhanh mau chạy đi. Ơi quá chậm rồi, quá chậm rồi. Hạng 6 ở trong phong vân bảng, la sát. Trông kỳ lạ vậy. Nhìn một cái nào biết không phải là người tốt lành gì rồi. Cút ra.
Chỉ dựa vào các ngươi sao? Sư huynh, huynh không sao chứ? Bản thân còn khó bảo vệ được, còn quan tâm sư huynh của các ngươi à? Hai tiểu mỹ nhân, các ngươi hôm nay nếu theo ta, thì ta tha cho sư huynh vô dụng của các ngươi có được hay không? Đồ khốn, đồ bị ổi. Mùi máu ở khắp nơi, thật sự là khiến người ta không thở được. Không thể không thở. Là ai? Giấu đầu hở đuôi, đồ chuột nhất, ra đây cho ta. Ta. Sư huynh, huynh nhìn rõ không? Không. Chiến lực như này liệu có phải là Hoắc Tồn hoặc là Cơ Ngưng Xương hay không? Bỏ đi, bọn họ không giết chúng ta thì không tồi rồi. Còn tới giúp chúng ta hay sao? Rốt cuộc là ai? Cậu ta có giỏi thì ra đây. Ây da, hảo hán tha mạng, tha mạng. Cho dù là Hắc Tôn và Cơ Ngương Xương cũng không thể nào xử lý Na Sát một cách đơn giản như vậy được. Trong thần quật vậy mà còn có cường giả như vậy. Đó, hình như là hạng thứ 6 ở trong Phong Vân bảng. Đây không phải là Lăng Hạo hay sao? Ghê gớm quá, La Sát hạng 6 Phong Vân bảng, bị Lăng Hạo hạng 51 của Phong Vân bảng đánh bại rồi. Hơn nữa, còn bị lột sạch đồ rồi. Sư huynh, thứ hạng của huynh hình như là thành thứ 10 rồi. Chúc mừng sư huynh. Chúc mừng cái bà lội đó. Lăng Hạo có thể đánh bại La Sát tin được hay không? Ta tận mắt nhìn thấy, như này cũng khó tin quá rồi, trước sau cách nhau mấy chục hạng đó. Sư huynh, chúng ta như vậy mà đi sao? Phí lời, muội không nhìn thấy Na Sát, chỉ còn lại quân xịp hay sao? Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai này? Rốt cuộc là ai lại ác như vậy? Cái gì? Năng Hạ có thể đánh bại Na Sát hay sao? Đây không phải là nói linh tinh hay sao? Không thể nào. Người ra tay chắc chắn là người khác. Có thể không chỉ là một người. Trước đây nghe nói Năng Hạo này có bản không có bản lĩnh gì. Sư muội, lẽ nào Năng Hạo này cũng giống như là Tần Vũ, cũng là che giấu thực lực hay sao? Không biết. Tiểu tử Na Sát này được nha. Cái khác không nói, chỉ riêng chữ vàng thì có mười mấy lần, thì có mười mấy chữ lần này cũng làm không uổng công. Của ta, đều là của ta. Mẹ kiếp, vẫn không có gì, nghiện bằng mua bán, mua thứ này quá là tốn tiền rồi. Trước đó đã nói mua chữ, mẹ nói chữ, đám người này thấy mình còn thân cả hơn cha, cũng không thể nào ra tay ác được. Nhất khí hóa tam thanh đạo thần. Biến, ơi, đổi cấu hình ra ngoài gây ác nào. Hoắc Tồn, Cơ Ngương Xương, kiểu ra tạo hoắc cho các ngươi nè. Chúng ta làm như vậy có phải là hơi vô sỉ hay không? Cẩn thận thể diện có tác dụng méo gì. Mở chế độ cướp đồ, được. Hoắc Tồn, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta chỉ cần bảo bối, không cần tổn thương tính mạng của con người. Có đồ gì tốt hay không, cho ta xem thử. Một chữ vàng cũng không có. Nè, tất cả cho ngươi hết. Ngoan ngoãn đi theo ta lăn lộn, không để ngươi chịu thiệt đâu. Đa tạ, vẫn là ngươi trâu bò. Ây da, Cơ Ngưng Xương, ta chỉ cướp tiền tài không cướp sắc, biết điều thì đưa hết bảo bối cho ta. Cơ Ngưng Xương, chúng ta đâu có trêu chọc ngươi. Tại sao ngươi lại cướp của chúng ta? Hoắc Tồn, ngươi. Chạy mau,
Bắc Tôn đến rồi. Cơ Ngương Sương, uổng công ta kính ngươi như là thiên nhân, không ngờ ngươi lại. Thánh tử, ta là người của Thị Huyết Điện, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Là ai đang mạo danh ta, cút ra đây cho ta. Ơi, lão tử phát tài rồi. Châu bò nhà huynh đệ, mấy chữ vàng này của ngươi tìm ở đâu đấy? Ở chỗ của mấy đệ tử của thế gian, thế mà chúng ta mua chữ trước đó. Ơi, đáng tin đáng tin. Tiểu Ninh Hoa, những ninh thạch này cho ngươi, ngươi nát nữa thu dọn nhà. Thật sao? Phí lời, cái này đã là gì chứ? Ngoan ngoãn đi theo ca ca lăn lộn, đồ tốt sẽ không thiếu người hưởng ké. Đại ca Uy Vũ, đại ca Châu Bò. Có điều ta vẫn muốn ngươi bỏ một ít máu. Ơi, ngươi có phải là có bệnh không? Thích lão tử bỏ máu như vậy? Cái này thì ngươi không biết rồi. Trong máu của ngươi có bản nguyên của thánh thể hoang cổ. Cái này nếu đặt ở trong chư thiên vạn vực, không biết là có bao nhiêu người đánh chủ ý vào ngươi. Ngươi bây giờ toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Ngay cả cứt mũi nấy ra cũng là đồ tốt. Đồ, ta bây giờ trâu vậy à? Nè, cái này cho ngươi ăn. Cái gì? Cứt mũi. Ngươi cút đi, ta chỉ là lấy ví dụ thôi. Ta nói này, ngươi sao lại đi nhanh quay như vậy? Chúng ta không cướp nữa sao? Còn cướp cái khỉ gì, trừ Hoắc Tôn và Cơ Ngương Xương ra, những người khác đều đã cướp một lượt rồi. Đúng vậy, nếu còn vét thêm một lượt nữa, đoán chắc là bọn họ sẽ nổi điên mất. Ta có một loại cảm giác thần quật hình như là sắp sụp đổ rồi. Bản nguyên của thánh thể hoang cổ là lực lượng chủ yếu để chống đỡ lại thần quật, ngươi đã thôn phệ nó rồi. Lần này thời gian thần quật mở ra sẽ giảm đi rất nhiều. Ai, sợ rằng thần quật từ nay trở đi không thể nào tồn tại nữa rồi. Đồ, chuyện gì vậy? Há lại có lý đó. Hoắc Tôn tiểu nhân bị ổi nhà ngươi. Chuyện mạo danh sư muội của ta cướp bóc ngươi cũng làm ra được. Mẹ kiếp, tuyệt đối trắng thay trắng đổi đen, chính là chính Dương Tông các ngươi thật sự đã luyện tới lô hỏa thanh thuần. Những ngụy quân tử như các ngươi mạo danh ta còn dám hống hách ở trước mặt của ta, đi chết cho ta. Bọn họ sao phang nhau vậy? Ơi, đánh rất hay, bọn họ nghi kỵ lẫn nhau, đều cho rằng là đối phương đã giả mạo mình. Chiêu này của lão tử thật đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn, bản thân cướp đồ còn khiến cho bọn họ chó cắn chó, còn kéo theo địch thù hận của cả đại sở cho bọn họ. Ơi, quả thật là đủ đê tiện, tiểu đệ bái phục. Họ Cơ kìa, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong, tiểu nhân bị ổi. Ngậm cái mồm chó của ngươi chịu chết đi. Cần gì nhiều lời. Huyền Ninh chi thể, ta khiến ngươi hôm nay có đi mà không có về, chỉ dựa vào ngươi. Mau nhìn, thật nhiều chữ vàng. Ôi đù má nhiều vậy. Tạm thời bãi bình, đuổi theo chữ vàng quan trọng hơn. Thật nhiều chữ vàng, mau đuổi theo. Ơi, đây là lần đầu tiên. Sống lên, cho bọn họ châu chấu đá xe, chim sẻ trực sẵn. Cấm cho ta. Người đến trước được trước, kẻ không muốn chết thì cút ra cho ta. Cơ Ngương Sương, ngươi dám đánh nén ta? Vật của thiên địa, ngươi có duyên thì được. Ngươi muốn chiếm toàn bộ làm của riêng dựa vào đâu chứ? À tiện nhân, hỏng chuyện chốt. Hỏng chuyện tốt của ta, ta giết người. Hai người này thật là thú vị, đánh nhau thì không xong rồi. Đánh nhau thì tốt, khuấy đục nước mới dễ bắt cá. Đại Na thần đỉnh, người có duyên thì được. Mẹ kiếp, ta có duyên với thần quật nhất. Hỗn độn hư không tuyệt địa, hư không tuyệt diệt. Thu cho ta. Chữ vàng này, kẻ nào đó có thể cùng lúc khống chế nhiều thần thông như nhiều thần thông không gian như vậy, quá là đáng sợ rồi. Thật là khó tin. Nhiều quá, hơn 200 chữ rồi. Mẹ kiếp, đây thật là châu chấu đá xe, chim sẻ trực sẵn. Tuyệt vời, đây gọi là châu bò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi hiểu hay không?
Một chữ cũng không còn, một chữ cũng không còn. Đồ của ta cũng dám cướp, ngươi rốt cuộc là ai? Ra đây cho ta. Mẹ kiếp, sóng biển màu đen. Mẹ kiếp, tên chó này điên rồi. Ngươi kêu cái mẹ gì? Rất rất, rất nguy hiểm. Ngươi sợ thì cút về đại đỉnh. Cút thì cút. Muốn đi sao, không có dễ vậy đâu. Đây rốt cuộc là ai? Dám cướp đồ dưới tay huyền ninh chi thể và thái âm chân thể. Cậu tặc, trả chữ vàng cho ta. Cửu thiên huyền ninh chỉ. Mẹ kiếp, đéo trả đấy. Chữ vàng đâu phải là của ngươi. Cái con bà nhà ngươi. Bên trong dao động mạnh như vậy, nghĩa nào có pháp bảo xuất hiện. Bây giờ thời hạn sắp đến rồi, sao cũng chưa ra ngoài? Tất cả đều đang tranh đoạt bảo bối hay sao? Ơi chân của ta, chuyện gì vậy? Rốt cuộc là ai đã ra tay? Lẽ nào là huyền ninh chi thể và thái âm chân thể liên thủ rồi sao? Há lại có cái lý đó, thật là bị ổi. Bản lĩnh không bằng người, có gì để nói cơ chứ? Người không thể, người không phục có thể đứng ra chỉ dạy. Lão phu tiếp đến cùng. Các ngươi, huyền ninh chi thể, lẽ nào nàng ta cũng thua thái âm chân thể hay sao? Như vậy xem ra, Hoắc Nhi chắc chắn là đứng đầu ở trong phong vân bảng rồi. Thái âm chân thể. Chuyện này là sao? Thái âm chân thể và huyền ninh chi thể đều thua rồi sao? Người ra tay này rốt cuộc là ai? Tần Vũ, lẽ nào hắn đánh thái âm chân thể và huyền ninh chi thể ra ngoài? Chuyện này sao có thể? Cho dù hắn đã tiêu diệt Hầu Thiên Sát, cũng chỉ có hạng 8 ở trong phong vân bảng. Một mình hắn có thể solo với Hoắc Tôn, Cơ Ngương Sương và nhiều người có thực lực không yếu như vậy hay sao? Đã nói đừng chọc ta rồi, các ngươi cứ không nghe. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải nào biết hay sao? Ta tên Tần Vũ. Ngươi không phải Tần Vũ. Ngươi nói vậy, bản thân ta nên là cái gì? Ngươi quản được hay sao? Ta ngày mai tên Thành Triệu Tiền, Tôn Ý, Trương Hoàng Hà cũng không có quan hệ gì với ngươi. Tháo mặt nạ xuống. Ơi, hấp tấp rồi. Hắn chỉ có thể chết ở trong tay của ta. Ngươi còn kém xa lắm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói rồi, ta tên Tần Vũ. Ngươi căn bản không phải Tần Vũ. Tùy ngươi, nghĩ thế nào thì nghĩ. Ta còn có việc, thứ lỗi không tiếp. Ngươi còn muốn đi sao? Ở lại cho ta. Tháo mặt nạ của ngươi xuống, chúng ta sẽ để ngươi đi. Mẹ kiếp. Lão tử muốn đi thì đi, các ngươi cút ra cho ta. Đây là một đánh hai hay sao? Tần Vũ này rốt cuộc có la lịch gì? Thái âm chân thể và huyền ninh chi thể gần như là vô địch cùng cảnh giới. Liên thủ lại, vậy mà cũng không thể nào áp chế được hắn. Thiên phú như này, thực lực này, hắn buộc phải chết. Đúng. Thái âm. Phong thiên trận. Đồ chó, vậy mà thiêu đốt khí huyết để đối phó với gia gia của ngươi.